Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đã đến tại xã Phú An, một thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và ở đây là khu vực của Sài Gòn. Và khu vực này thì tôi thấy nó giống như Việt Nam đến rồi. Và sân khấu ở đây, rồi bên kia xa xa là những ngôi nhà lá. Còn đây là con đường đất đỏ đi qua. Có một chiếc xe ngựa cổ ở bên kia đó. Ở đây thì tôi thấy có chiếc cầu và có xe gió ở ngoài xa. Và có xe gió ở đây chỉ là một hình thôi. Vậy là ta vừa xem xong khung cảnh của phim trường Linh Ly. Và để đến được địa điểm này thì đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến thị xã Thủ Dầu Một, bây giờ là thành phố Thủ Dầu Một, rồi tiếp tục đi đến khu vực ngã tư Sở Sao thì sẽ rẽ vào đường DT744, là con đường đi Dầu Tiếng, và đến hết thành phố Thủ Dầu Một, giáp ranh với xã Phú An của thị xã Bến Cát, thì sẽ có một cái con đường đất đỏ ở phía bên tay trái và rẽ ra hướng sông Sài Gòn, thì đi chỉ khoảng 1 km thôi là đến khu vực phim trường Lim Ly này.